Xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Nông Minh với tôi nha. Chào cả nhà. Thì hiện tại cũng cỡ 10 giờ sáng rồi cả nhà. Hôm nay thì Bồn với mẹ sẽ làm cái tảng thịt này trước. Hôm giờ thì gia đình với ngoại đồ ai cũng nói thèm thịt heo quay. Nhưng mà mình không có mua thịt heo quay thì nó cũng hơi đắt đó cả nhà. Khoảng 200 mấy 300 ngàn một ký mà ăn cũng không có được hết gia đình nữa. Rồi hôm nay gia đình mình có mua 4 ký mấy thịt tươi này để mình làm cái kiểu như là quay chảo vậy đó. Đó giờ thì gia đình mình cũng chưa có làm nữa. Trước giờ cũng chưa làm món này nữa. Hôm nay rủ mẹ làm món này mình làm thử coi nó thành công không. Rồi sẵn cho cả gia đình mình ăn luôn. Ở đây thì mẹ cũng rửa, nãy giờ rửa cho sạch rồi. Giờ chút xíu mình sẽ luộc trước. Sáng nay có hai mẹ con. Dạ, sáng nay thì hai mẹ con làm trước. Rồi thì Duyên Tư thì nãy có gọi nhưng mà không biết có xuống kịp không. Với Chế thì lại rước bé Phúc với bé Thảo đồ đi học về mới lên. Bữa nay đi trường chứ không phải đi học nữa. Sáng đi trường. Dạ, thì đi đi đâu một vòng mà cũng không thấy, nãy giờ lên thì không thấy, không biết đi ngoài vuông không. Đây thịt như ba gọi với sườn nha cả nhà. Sườn cộng thì mình sẽ để trong đó luôn, chứ mình tách ra nữa thì thịt nó ít thịt lại nữa. Người ta thường thường ta để gì đây nè, còn miếng nha, mình kêu người ta lách cái sườn ra thì mình còn mỡ không à, nó không có còn thịt nhiêu chứ. Dạ. Yeah. Cái mình phải để gì luôn. Để mình chiên giòn nó cũng ngon hơn. Miếng thịt này thì nãy nó cũng rất là dài luôn, nhưng mà mẹ cắt ra bớt để ngắn cho dễ luộc nữa. Cái chảo của mình thì nó sợ nó không có vừa. Luộc với mình dễ chiên nữa. Dạ. Dễ chiên, để chiên cái nó dài quá nó lú ra ngoài. Dạ. Chút xíu mình luộc xong rồi mình sẽ xẻ mấy cái đường này lại, cái mình ớp cho nó thấm. Món này thì mình phải làm trước chị đây. Đi bắt nước mình luộc. Dạ. Đây thì mình sẽ tiến hành luộc thịt luôn cả nha cả nhà. Luộc thịt thì mình sẽ có gừng với củ hành vô để khử cái mùi heo. Vô đi chứ ra không nổi. Ô đây xong luôn rồi. Đây xong rồi. Chỉ chứ hồi nó teo, mình luộc thì nó teo. Dạ. Yeah. Bên đây thì mình sẽ bắt cái nồi cơm lên để có ai ăn thì ăn. Sáng chưa có ăn cơm sáng nữa, ai đói bụng thì ăn trước. Ở đây thì thịt luộc cũng chín rồi nha cả nhà. Luộc cũng cho nó chín chín luôn rồi. Hồi chiên cho nó nhanh. Chào cả nhà. Xin chào ông bà cô chú. Do miếng thịt miếng da này nãy nó bị lật dưới á, cái ông này cái nó bị chóc hết miếng nè. Bây giờ kỹ thuật. Để làm món này thì bác Thảo với anh Hai sẽ đâm cái da cho nó chảy cái mỡ nó ra. Chút xíu cái mình lao. Tha chanh tắt gì lên nữa. Chanh với muối. Dạ. Cho cả nhà. Ở đây thì mẹ sẽ làm cái nước ướp luôn. Đây thì mẹ cho bịch ngũ vị hương nha cả nhà. Thường thì thấy mấy những làm heo quay đồ mình cũng học lại, cũng có cho cái bịch ngũ vị hương này. Mình mua hai bịch mà mình cho một bịch thôi. Nước tương, nước cái mùi này thơm. Ừ. Cho lên cái nó mình chiên nó mới giống heo quay. Xong cái mình dắt cái hành với củ tỏi của Chế vô nè. Dắt này cho nước vô mình ướp. Quay mở bán cũng 200 mấy nha. Yeah. Phải mẹ phải nó hao á. Hao. Mà quay xong là mình cân cái thịt quay luôn ha. Dạ đúng rồi. Bán là cân thịt quay chứ đâu có người ta bán heo quay mà. Đâu bán heo tươi đâu. Còn mình đi mình đem người ta quay thì mình
tính ký của mình, ký của mình mình mua 2 ký quay 2 ký thì tính 2 ký, còn ga nhiêu thì kệ mình. Kệ mình. Kệ mình. Kệ mình. Quay 2 ký là gì? Lát là không còn đủ 2 ký đâu nha. Lát mẹ lấy 2 ký quay. Rồi lấy 2 ký không? Tính đâu mà lấy 2 ký. Đi đòn quá. Đi lại căn ủa sao miếng thịt tươi giờ còn bao nhiêu đây? Cái miếng này nè, em nè, miếng này da nó hơi miếng này làm như là khác heo hay gì ta? Khác. Khác heo hay gì? Cái miếng này da dày nè, chiên ăn đã nó nè, ăn cái da đã nó nè. Sẽ dắt củ hành với củ tỏi để lấy nước. Còn cái xác nó vô thì nó dính vô đó chiên nó bị khét. Cái cối đâm nghệ nó vàng rồi đánh lại vàng luôn. Nãy cứ rửa ra rồi mà nó đóng dễ nghệ, nghệ nó dính dữ lắm. Lấy nước cái mình ướp cho nó thơm. Cho cái xác vô cái mình chiên nó bị khét. Lấy cái khăn giấy giờ có khăn ấy khăn lạnh. Khăn lạnh mình dắt cái dễ. Chăm xong rồi đó. Mình xong rồi đó nè. Còn yêu không? Cái miếng phía bên đó cho nằm dưới thì chắc nó hơi bị chín hơn. Cái da nó mỏng đó, nó mau. Da nó mỏng mình hơn. Mình cũng sơ ý cái vụ da mà da mỏng mà mình rồi lao đi. Còn da miếng kia nó dày. Miếng này đâm cũng không thủng luôn. Miếng dày. Mới vô đầu là thấy mình bị lỗi vậy ha. Lỗi. Kệ mình cũng ăn à. Trước sau gì mình cũng ăn thôi. Nó không được đẹp, tao con mắt thôi chứ nó cũng ngon. Yeah. Nó mất cái da, nó không có độ giòn lên, nó phồng lên. Cái thịt thì nó không phồng. Thường thường mình chiên là mình quan trọng cái da. Cái da nó phồng nó thấy nó đẹp. Yeah. Nó giống heo quay. Da giòn. Cái này mất cái da thì nó còn cái da nó không được đẹp. Cái tô đó thơm quá mà. Thơm hả? Thơm hấp miếng này. Thơm mặn à. Hơi mặn. Không mặn đâu, mặn hơi hơi à. Hơi mặn hả? Cũng vừa ăn. Từ yên tư không biết có xuống được không mà chưa thấy xuống không? Mình xẻ ra mình ướp cho nó. Trước mắt cả nhà đang thấy thì mẹ sẽ ướp cái miếng thịt này nha cả nhà. Ba gọi sườn thì thấy ngon không? Vừa thịt vừa mỡ ăn. Heo nhầm chỗ cũng lỗi khác à. Nhầm chỗ em thấy nó lóc cái sườn rồi mà nó cái miếng thịt này còn dày nữa. Còn dày. Nhầm chỗ ta mà. Mình đây còn miếng sườn luôn mà không lép. Heo này heo nhỏ ký. Hết mùi thơm dữ rồi đó. Hồi nãy thì mình có sơ sót cái là mình quên cắt trước rồi mình hả luộc. Nhưng mà giờ cắt thì cũng không sao, cái chiên nó cũng chín. Lần đầu tiên làm sơ sót chắc vài bữa phải làm 2-3 lần cho quen quá. 2-3 lần nữa mới có kinh nghiệm. Mấy lần này thấy không ngon, cái mình làm lần sau cho nó ngon. Dạ. Cho nó đẹp mắt. Món này là hồi đó giờ mình cũng chưa làm luôn, nhà mình bình thường cũng có ăn. Đầu tiên của gia đình mình làm món này. Làm theo cũng gia đình mình thôi, mình cũng không biết. Chắc cũng 3-4 lần nữa. Chắc cỡ 20-30 ký thịt heo là. Có 20-30 ký à. Học hỏi cỡ 20-30 ký mới được. Mua con heo gì để dành. Trái đùi heo. Cái mùi thì thơm thì cũng giống giống rồi đó. Mà không biết nhắc mình chiên có giống người ta không à. Giống được bước đầu rồi. Mùi thơm thì giống Ở đây là mình sẽ mua bánh hỏi màu xanh. Là bánh hỏi lá dứa. Nó có độ ngọt ngọt. Với bánh hỏi trắng. Bánh hỏi trắng thì nằm phía trong này. Có ít rau thơm. Với ngọn gí dưa leo. Cải giống. Mình ăn kèm.
chế lật cái này lên để mình lau cái mặt để mình quét cái chanh muối. Để đẩy ra nó vẫn cho để cái dĩa này ra cho nó. Mình cũng tha đại nhưng không sợ dính da đâu. Cái hồi cái mình lau cái da lại rồi mình tháo quét kìa. Lần không thấy chân đâu. Vì mình phơi mình chặt cho nó thấm. Chẳng có nắng nắng mình phơi một xíu cho nó thấm khô cái da cái mình chiên. Cái này cũng không gấp không. Cái miếng này gì chứ da dày là ngon nè bò. Nhưng nó phì lên nó ngon. Miếng mỏng cái đó mình chưa. Miếng đó cái da quá mỏng rồi nè. Quá mỏng rồi cái mình nó rỡ nó lật xuống cái nó bị dính đó, chứ phải da dày mà nó đâu dính đâu. Da mỏng nó dễ bị rách hơn. Dễ bị. Hay ăn mấy món khác thì tận da mỏng với món này da mỏng không êm không nè. Da dày mới ngon. Nó vẫn giòn nó mới thơm nó. Mỏng mà nó không giòn thì nó vàng rồi. Nó vàng rồi. Mình thấy người ta làm da heo chiên giòn đó. Ta cũng chia lửa cái da dày dày. Lửa da dày nó ngon. Nó phì lên. Nó màu đẹp chứ nè. Đẹp không? Đẹp. Con chào ông bà cô chú nè. Con chào ông bà cô chú. Nãy giờ con làm gì vậy? Quậy hả? Con ăn thịt mã không? Con coi phim trong cái điện thoại. Dạ. Yeah. Con ăn thịt. Thường thì cái nước tha này nè, có thể là tha bằng giấm cũng được. Giấm với muối. Như là cái chất chua với chất mặn. Còn mình thì ở đây xài chanh với muối. Nữa đi nè. Nãy giờ thì mấy miếng thịt mình đã phơi cũng cỡ 40 phút rồi. Mình sẽ tiến hành chiên. Mình thấy đại. Con thấy mấy cô chú có thể đại. Chủ yếu là đừng cho cái da nó bị dính vô trong cái chảo. Không hết như đại nữa. Kê cho nó hở lên. Chậm cái gì á, làm cái này cho thấy nó sợ sợ. Bánh hỏi thì chế với anh hai sẽ cuốn theo kiểu này nha cả nhà. Con chăn thử chú. Cuốn cái này rồi mình sẽ dễ ăn. Cuốn chung với rau thơm nè, rồi cải, rồi ngò gí. Ăn vô cho có thịt có rau rồi có bánh rồi nó mới ngon, chứ ăn thịt không có ngon mà bánh không có ngon. Dạ, chút xíu mình sẽ sắc một ít dưa leo nữa mình ăn kèm cho nó đỡ ngán. Hồi nãy thì gọi dì Yên Tư, dì Yên Tư nói máy cắt nó vô bất ngờ rồi, nó vô cắt có một công mấy à, mà nó vô bất ngờ thì không có đi xuống được. Cắt sử dụng cắt lúa nhà Yên Tư đi. Dạ, mà có một công máy nó chín trước rồi cắt trước rồi chứ chưa cắt hết nữa. Thường thì em thích ăn cái bánh bột xanh hơn, nó có độ ngọt ngọt thơm thơm. Dạ. Còn bánh trắng nó cũng có cái vị hơi ngọt nhưng mà nó không có thơm bằng. Cũng như cái đó là bột không, còn này pha lá dứa. Có mùi thơm thôi. Dạ. Là mình mua rất là nhiều luôn rồi nè, hồi cho ngoại một ít, rồi
coi lên dì Tư, gửi lên dì Tư. Chứ mình làm cũng nhiều lắm, sáng làm nhiều thịt nữa. Dư vị tính có dì Tư, dì Tư xuống ăn chung mà dạ. Đẹp chuyện bất ngờ. Dạ, làm cũng hơi nhiều. Thấy cũng vàng dữ rồi. Tùy nè dân nổ quá nè. Hôm nay cũng hơi đen đen, không sao. Có chỗ dài dài như cái gì. Dạ. Có chỗ này tại do là bị lỗi thôi. Cái chỗ cần có mấy cây muỗng nó bị dồn. Dòm cũng nói chung cũng tương đối quá nè. Cái cục đó thì chắc chưa ra. Cục đó nãy còn chen chen bỏ vô sao á. Nó cho một xíu thôi. Đã miếng bự trước. Miếng bự nằm trên giữa. Giờ thì mình sẽ cho ra. Ở phía dưới nó cũng vàng dữ rồi. Để cho qua gỗ đi nè. Nó ngủ xuống. Thấy cũng ngon rồi đó. Có cái miếng này để sao con thấy cái miếng mỡ nó còn đây đấy. Mình cho cái này trước cũng ngủ đi, mình dễ chặt. Nói chung là bữa nay mà mình cũng thành công cỡ 60-70% rồi. Nói là làm lần đầu tiên thì gì đây cũng được rồi trời. Màu thì nó tương đối chứ cũng không đẹp lắm. Để miếng nào thôi. Nó trên chút xíu nè. Dành để nó nguội ra mình cắt ra. Nên cạo cạo giòn giòn á. Cũng giòn. Mà cái da này mỏng quá nó không có phì được, phì không à. Cái da này thấy nó phì. Nó phì ha. Cái phì. Cái da này nó dày nó phì rồi, mai mốt mình biết rồi đó, mình mua mình lựa da dày. Mình mua lựa heo già. Lựa heo già. Cái này nó phì. Cái này nó ít phì. Rồi, ở đây thì mẹ sẽ tiến hành ra thịt để mình ăn. Chưa rồi, nói không gấp chứ chưa rồi. Cái này cũng cái da cũng giòn lắm nè. Cái da nghe gọt gọt nè. Hơi bự quá. Mấy cục này hơi dày ha. Hơi dày. Gọt gọt ha. Ừ, gọt. Đó. Mà cái da miễn mình cắt mỏng quá thì cái trên này nó gớt. Dạ. Nãy con rút cái xương ra đó. Dạ, hồi nãy con rút cái, mấy cái xương ra để mình dễ cắt á. Được cái nó hơi gớt cái thịt. Dạ. Cái miếng này hơi dày. Dày quá không mẹ? Cắt mỏng lên xíu đi, dày quá ăn ngán à. Heo này làm như cũng mỡ hơi nhiều ha. Dạ. Lớp mỡ lớp thịt ba chỉ luôn á. Dạ. Ba chỉ luôn nó mới ngon. Ngon không? Gà đó cạp cây xương ngày nãy rút gà. Ngon quá. Cũng rút ra ngon rồi đó. À, thịt heo quay này nè mẹ, mình bữa hổm mình kho dưa cải hành lần đó. Ừ. Mà mình kho hầm lại ăn cũng ngon dữ nữa. Mình kho hầm mà mình khỏi kho dưa cải mà mình kho hầm như kho tàu vậy đó. Dạ. Bữa nay tại mình cũng chia chắc chia tam sẽ bảy hồi hết trơn rồi chứ không còn dư để tới kho đâu, phải dư mình kho hầm ăn ngon. Cái miếng này được có mỡ hơi có thịt cũng có chứ không mỡ nhiều. Mỡ rồi cho thịt. Này tới thịt rồi, thoát da. Gấp hơn mà. Để ngoại ra, ngoại gấp bên ngoại cho gấp nhỏ. Là thảo à. Gấp nhỏ thôi. Gấp nhỏ thôi hả? Miếng bự nhai không được, đâu có răng. Miếng nhỏ đâu nhỏ. Đưa mẹ cắt ra cho con nha. Rồi bữa trưa ngày hôm nay thì gia đình mình cũng làm được món bánh hỏi heo quay chảo. Thì cũng xin mời cả nhà dùng chung gia đình mình luôn nha. Mời cả nhà dùng bánh. Mời cả nhà dùng bánh. Mời cả nhà dùng bánh hỏi luôn. Mà cô chú dùng đùi heo với con. Dùng đùi heo. Bị nó có đùi heo rồi nè. Mà cô chú dùng bánh hỏi với gia đình con mẹ bà ngoại mà ba mẹ mà Út dùng bánh. Rồi, con ăn rồi. Lấy cái này con nẻ nè. Con tính nói dùng cơm. Dùng cơm hả? Rồi con cầm cây bánh. Nói sao tháo ra để gói hay gì? Dạ. Ăn kiểu ở ngoài nó thấm không con? Ở đó hả? Tường á. Thấy cái miếng nó ở ngoài thì nó thấm hơn ở trong. Quá thơm béo à. Ok.
Không phải đùi heo rồi. Cái là cái gì con? Cái đó là be sườn. Be sườn. Be sườn. Quay sườn. Làm được không? Cám được. Ăn này không có rau là ngán nè. Chúng gian như kiểu kiểu cọp cọp này tiếc quá, thịnh soạn như đây mà dì Tư, dì Tư không xuống được. Có già thì cũng giòn. Dạ. Thành công à. Thành công cắt lúa đột thức. Dạ. Cắt có một công mấy chín đó chứ. Tại mấy cắt nó ra cắt cho ai đó. Rồi ké cắt. Ủa lúa dì Tư chín không đều hết ta? Dạ. Cái máy bên mẹ chỗ cái vừa không chỗ ngoài sao á, chỗ đó chưa có, chỗ đó là để cắt tay để làm giống. Cắt tay con hả? Cắt lúa con. Lúa cầm cây cắt thằng tay. Rồi vậy hồi nãy người ta không để nguyên miếng ngoài á, khỏi gói. Gói giờ thợ. Gói làm chung hải con lựa trong cái gỗ mới có cái này không vậy hả? Chứ lựa ngoài là không có phải không? Lựa đó, lựa trong gỗ. Cạp được gì không ta? Cạp được miếng cái chân. Đúng rồi hả? Một cái này hơi cứng vậy. Cái xương dính thì nhảy xương. Bữa nay được ăn bê chuồng rồi. Bữa nay được ăn bê chuồng. Bê thường hay là bê chuồng? Nó bê chuồng. Xạo quá. Xạo quá. Xạo quá. Nói chuyện chữ lên bê chuồng nghe giống chữ bê chuồng, cái mình nói cái dạ nói theo vậy đó. Bê chuồng. Bê chuồng. À, chỗ của Vòm thì ở huyện hay xã thì cũng có được một chỗ bán à. Là huyện một chỗ, xã một chỗ. À, bán heo quay á mà dạ, bữa nay được bán heo quay rồi mà người ta không dám quay nhiều á, chỉ quay một lần có 2-3 kg 3-4 kg vậy, cái bán đâu chừng tiếng đồng hồ buổi sáng là hết rồi, mình muốn mua là phải đặt trước rồi nữa mới có. Tướng gì ta? Thì biết tạo dạ kiểu như ta bán bánh mì nữa chứ, cái quay thêm ít cái đủ bán à. Với cái việc mà như Thanh Minh đồ với lễ nào này, này kia người ta mới quay người ta bán rồi. Mấy chỗ quay đó mình đem thịt lại mình mướn quay cũng được đó. Chỗ ký hình như 20-30 ký mấy chục đó. Sao đó ăn mấy sao đó. Chấm nước mắm nhiều ngon. Chấm nước mắm thì ngon. Ừ, chấm nước mắm thì ngon. Nước mắm này ngon. Ờ, nước mắm này ngon hả? Ờ, ngon con ăn đi. Cả bác còn thật không? Hơn là chưa không ạ? Nãy giờ cũng cặp mấy cây rồi đó chứ. Mấy cây chè. Chút có quay người xe chứ đừng có đợi xuống nè. Ngày món ông cái gì chứ bình thường thịt thầm ở trong cái tăng mai sao mà cũng khoái. Ăn ngon dính khúc nhiều quá mà. Con ngon không? Hả? Hả không trả lời cho người ta? Con ngon. Hồi sớm là mua có 2 kg bánh hỏi à. Thấy, thấy ít quá. Tưởng đầu đồng. Giữ gì sao? Bữa nay cho ngoại 10 điểm luôn. Quá giỏi luôn rồi. Sợ đông cái mua thêm 1 kg nữa. Giờ thành, cho ngoại 10 điểm. Giờ thành quá nhiều. Bữa nay có Vĩnh Phúc khen rồi đó nha. Không có bên hỏi.
chắc không có bé Thảo. Trò không có bé Thảo được nữa, ghê không? Nén nó rớt nguyên cái bê rồi. Rớt cái bê sườn hả? Giận do tới đây. Mắm thần thánh hả? Mắm thần thánh. Mắm thần thánh hả? Cạo hết biết cái đi. Này... Mở. Con ăn cái này giống mấy cái này. Chảy nước miếng. Chảy nước miếng hả? Ăn rồi mà còn chảy nước miếng nữa. Đừng có há miệng bự quá là chảy xuống đây. Cầm được không con? Cái ngoài đó nó cứng. Không có găng cũng chịu khó quá hả? Ông mở thịt đi. Nó thịt lên mềm. Thế luôn, té rồi đó. Cái này rau nhiều nhiều quá nó ra. Dạ. Này có hủ quà. Bên nào là cũng cũng đắng nè. Yeah. Đắng đầu. Ngon mà sao đắng, tại lỗi đắng nè. Khóm, khóm nữa. Dạ. Tại này nó có mỡ đó, mình ăn nó dễ ngán hơn. Có thêm khóm, dưa leo. Ăn nó đỡ ngán. Mình nên đã chấm cho hai nước mắm thôi. Con chấm mừng cái nẻ. Ờ, con chấm mừng cái nẻ hả? Cái này cái mình dưới mỡ hành nó thơm nè. Ừ. Ừ, nó dạng trúng mỡ hành thơm. Được, con đưa đi. Cái gì? Con nói rồi. Chúng cái miếng da cứng hay gì? Da cứng ngay. Dù ngoại khoái cái giòn giòn đó, nó cứng, ăn nó đỡ ngán. Gần còn yếu quá. Gần yếu hơn gần mà cố. Mình ăn mình không cho nó ăn nữa chị. Lát ra cho nó ăn. Nước mắm cho chấm thần thánh nhé. Chấm chấm ngon không? Cái gì vậy? Cái gì vậy?